Và đây là thông số kỹ thuật của con đàn ông AVC3920 nha anh em. Và những cái đặc điểm chính của nó là sử dụng loại chip DSP32bit thế hệ mới. Mạch xử lý kỹ thuật số DDSC, nó sẽ cho âm thanh chất lượng cao. Và công nghệ AL24. Và bộ dây mã DAC 192kHz 24bit. Bộ khuếch đại công suất là 7 kênh như nhau. Chức năng là điều chỉnh equalizer, vân vân. Rất là nhiều cái chức năng ở trong công ty này. Và cái công suất của nó thì ở loa 8 ohm là 120W và 6 ohm là 160W, và maximum ở loa 6 ohm thì khá là cao, lên tới là 180W nha. Thì những cái thông số này anh em có thể tham khảo trên mạng internet nha. Và về công suất tiêu thụ điện của nó là 305W. Và kích thước của nó là chiều ngang tiêu chuẩn là 434mm và chiều cao là 171mm và chiều sâu là 429mm. Trọng lượng khá là nặng, 18kg nha.